đây là hoa hồng. Và chắc chắn hoa hồng là một trong những loài hoa cực kỳ quen thuộc với tất cả mọi người. Đối với anh em thì thường phải mua tặng vợ, tặng người yêu những cái dịp đặc biệt. Hay là với các chị em thì trong cái thời gian cô đơn, FA thì chắc chắn là được tặng hoa hồng rất là nhiều. Còn nếu như đến bây giờ mà bạn vẫn chưa được tặng một bó hoa hồng nào, thì tôi nghĩ rằng các bạn nên tag người yêu của các bạn vào đây. Quá chuẩn luôn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguyên liệu hoa hồng và một vài chai nước hoa đại diện những điều hay ho xung quanh hoa hồng nhé. Theo như ghi chép thì hoa hồng có xuất xứ từ Ba Tư và có một sự tích đó là vị thần tình yêu khi mà bà sinh ra thì bà được sinh ra cùng với một bông hoa hồng trắng, và sau này khi mà lấy chồng và chồng của bà mất đi vì quá đau khổ nên là bà đã để gai của bông hoa hồng đâm vào tay và đã chảy máu, và cái máu của bà thì đã nhuộm đỏ bông hoa hồng trắng, và từ đó thì hoa hồng màu đỏ nó đã là biểu tượng cho tình yêu ngọt ngào, nồng cháy. Cho đến bây giờ thì hoa hồng còn thay lời muốn nói của các anh em với các chị em, đó chính là anh yêu em. Thế nên là những bạn nữ nào mà được những anh chàng tặng một bó hoa hồng trong một cái thời gian theo đuổi thì chắc chắn rằng anh ta đang rất thích và yêu bạn đó. Bên cạnh biểu tượng cho tình yêu nồng cháy thì hoa hồng còn là biểu tượng cho chiến tranh và chính trị. Trong suốt thế kỷ thứ 15 thì có một cuộc nội chiến ở Anh Quốc diễn ra giữa hai nhà, đó là nhà Lancaster và ở đây đó là nhà York. Thì hai cái nhà này nó có hai biểu tượng. Đó là nhà York thì biểu tượng của một bông hoa hồng trắng, còn nhà Lancaster thì có biểu tượng cho một bông hoa hồng đỏ. Và người ta gọi cuộc nội chiến ở Anh Quốc này đó là cuộc chiến hoa hồng. Về ứng dụng của hoa hồng trong thực tế thì ngoài cái việc là các bạn biếu tặng hay là các bạn trồng thì các bạn còn có thể thấy hoa hồng được sử dụng ở trong mỹ phẩm, đặc biệt đó là nước hoa hồng để tẩy trang, rửa mặt, hay là những cái sản phẩm như là dầu gội, sữa tắm, rồi để sữa tắm bồn hoa hồng, hoặc thậm chí rằng là có thể ngắt những cái cánh hoa hồng để cho vào bồn tắm hay là cho lên giường để trang trí, để kỷ niệm một cái tình yêu rất rất đẹp. Và ngoài ra thì hoa hồng cũng có ý nghĩa rất là lớn ở trong ẩm thực, khi mà các bạn có thể tìm thấy những cái món đồ ăn thí dụ như kiểu bánh macaron mâm xôi giữa có cả hoa hồng ở trong. Ngoài ra thì còn có đồ uống ví dụ như kiểu là trà hoa hồng và rất nhiều những cái món đồ ăn khác mà người ta sử dụng hoa hồng làm nguyên liệu. Đối với ngành công nghiệp sản xuất nước hoa thì có hai loại hoa hồng chính được sử dụng, đó chính là hoa hồng Damas. Hoa hồng này thì là hoa hồng đến từ những vùng như là Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra thì còn có hoa hồng Centiflora, hay là gọi là hoa hồng tháng năm. Nó là một hoa hồng đến từ Pháp, và chúng ta phải mất tới 3 đến 4.000 kg hoa để có thể cho ra 1 kg essential oil hoặc là 2 kg absolute. Mà các bạn có biết 1 kg hoa hồng thì nó đâu đó khoảng tầm gần 400 bông hoa, thì cái số lượng 3 đến 4.000 kg hoa hồng thì nó là một con số cực kỳ khủng khiếp. Và để thu hoạch hoa hồng ấy thì người ta phải thu hoạch ngay khi cái nụ nó vừa mới chớm nở, và nếu như mà thu hoạch không kịp thì nên thu hoạch ngay trong ngày, tại vì thường đến ngày hôm sau thì mùi hương nó đã đều bay mất. Ở trong những sáng tạo về nước hoa có sử dụng nguyên liệu hoa hồng thì các bạn cũng thấy hoa hồng nó có khá là nhiều những khía cạnh khác nhau, hồng xanh hay là hồng cùng với những cái nét như là gia vị cay như là quế này, đinh hương, hay là các bạn có thể thấy hồng mix cùng với gỗ hoặc là hồng đất. Và sau đây là một vài chai nước hoa sử dụng combo hoa hồng mà các bạn có thể thử tìm qua. Ở vị trí số 1, hồng xanh, đó chính là chai nước hoa Paul Smith Rose hay là chai Diptyque L'Ombre Don Lu. Đây là hai chai nước hoa là mùi hồng xanh. Ngoài ra thì còn có khá nhiều nữa. Hoặc là hồng cùng với những cái nét gỗ thì các bạn có thể tìm đến một chủ đạo của Le Labo, đó chính là Le Labo Rose 31, cũng là một chai nước hoa cực kỳ hot ở trên thế giới, hot hơn cả Santo 33 và Another 13 nhá. Hồng và gia vị thì các bạn có thể tìm đến một sản phẩm của nhà Sekeluten, đó chính là Le Fin de Berlin. Đó. Ngoài ra thì hồng đất thì các bạn có thể thử cả một chai nước hoa rất kinh điển của nhà FM Frederick Mill, đó chính là Portrait of a Lady. Đây cũng là một chai nước hoa có mùi hồng được mọi người đón nhận rất nhiều. Ngoài ra thì nhà này còn có Unroll và rất nhiều những cái mùi hồng khác rất là đáng yêu và dễ thương như là Perfume de Merlie, de Lina
hồng với trái cây, hay là Alaro của MFK. Đó đều là những cái sản phẩm có chủ đạo là hồng mà các bạn dễ dàng tìm kiếm và nên thử ở trên thị trường. À, tôi quên mất, còn có Amour Lyric Man, một mùi hồng dành cho nam nữa. Và nếu như các bạn đang sử dụng một cái mùi hoa hồng nào thì hãy mạnh dạn bình luận ở phía dưới nhá.